Chào anh em, hôm nay mới về được máy Dalin 110 đời 2016, đời cao nhất trong dòng máy Dalin City 110. Thì đây là máy Dalin chữ nghiêng nha anh em. Đó, con này đời 2016, mát đời luôn rồi. Dàn máy chính chỉnh luôn. Thì đây là cục máy rất là hiếm gặp. Hôm nay mình có cục này mình bán cho anh em với giá là 5,5 triệu nha. Đúng chất máy zin, trả xe kho Dalin Hàn Quốc về, chưa từng sử dụng tại Việt Nam. Thì xưa giờ mình bán máy này mình cũng đi nói ra bán bao zin không lay đồ, bán đúng đồ mình quảng cáo như trong lời nói đó. Này, máy đời 2016 nha, máy đa lim đóng chữ nghiêng, nhưng mà do cái máy này có một lỗi nhỏ thì mình sẽ báo luôn trong đây. Máy đời rất là hiếm, đa lim đóng chữ nghiêng nè, chữ nhỏ nè. Thì hiện tại là cái máy này là nó bị lỗi là có bị lủng cái lốc nồi, do quá trình vận chuyển là người ta giục sao nó bị lủng cái lốc nồi này ha. Nhưng mà khi anh em mua mình sẽ cho anh em thêm cái lốc nồi mới đúng hàng zin của Dalin luôn nha, đẹp nguyên vẹn không sức mãi, cũng là sơn zin toàn bộ đó. Còn đối với riêng em á, ví dụ mình vẫn thích là một cặp lốc chữ nghiêng này thì mình về có thể là hàn lại bình thường, tại vì ở vị trí này là hàn nó không có chịu lực, và khi mình hàn là nó sẽ không có bị giật lốc luôn ha. Nói chung là đơn giản, nhưng mà mình vẫn hỗ trợ cho anh em thêm một cái lốc nguyên vẹn không sức bãi đó. Giá là như là nguyên cục máy, cái lốc này là 5,5 triệu nè. Rồi ha. Đó, nói chung là mình hỗ trợ cho anh em cái lốc. Còn cái chuyện này, cái lốc này do cái máy này nó bị lỗi nhẹ thế này nên nó bán giá 5,5 triệu, nhưng mà vẫn hỗ trợ cho anh em cái lốc mới. Zin. Anh em thấy cái chữ cái lốc này với cái lốc này cái chữ nó khác nhau nè anh em. Anh em thấy không? Bình thường là chữ Dalin lớn viết qua, còn này là chữ Dalin chữ nghiêng viết nhỏ, nhìn rất là đẹp, rất là hiếm, và chỉ có những cái máy đời cao mát đời mới có cái lốc này thôi. Thì đó, bây giờ cái máy này mình tình trạng là máy nguyên zin, sơn xi zin toàn bộ, chưa vệ sinh. Mình bán cục này 5,5 triệu và tặng cho anh em thêm cái lốc nồi để anh em có thể thay thế hoặc là muốn làm gì làm. Đó, cục trong tải nha anh em. Máy đời 2016 nha. Đây. Đời 2016 nha anh em. Đó. Tháng 2 2016, ngày 17 tháng 2 năm 2016 nha. Rồi. Rồi bữa hôm nay anh em nào hỏi về máy Dalin mà Dalin mà máy chính chính mà đời cao lốc chữ nghiêng này thì alo em nha, cục này 5,5 triệu. Máy thì bán, mình nói lại đó ha, máy bán bao xin không lay đồ đó, ngoài ra không bao gì hết.